Rồi đi em. Mời em gái giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Viền Linh. Chào em. Em tên có 4 chữ T ạ. Trần Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 29 tuổi. Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Viền Linh, anh Viền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt. 34 tuổi. Đến từ Bình Định. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì rung vậy Đạt? Sống ở Bình Định. Bình Định là sát bên Phú Yên rồi, coi như là mình về quê chung rồi đó. Đạt đang làm công việc gì? Em đang quản lý kỹ thuật tại công ty Edwin, cơ khí chế tạo. À, cơ khí chế tạo tức là các loại máy móc đúng không? Sao rung quá vậy? Em cũng rung. Rồi thôi để bạn gái giới thiệu, cái bên kia hít hơi rồi lấy hơi cho bình tĩnh nha. Ưu điểm khuyết điểm của Thảo là gì? Ưu điểm của em là dễ thương, anh nhìn rất là hiền lành, đặc biệt là biết nấu ăn, khéo léo. Em có một số tài lẻ như là biết nhảy múa, cắm hoa và một xíu về ca hát. Rồi khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là vì em hiền lành cho nên là ai nói gì em cũng nghe đó, dễ tin người. Rồi em cũng đôi khi mà em cũng có nóng tính nữa thì em cũng càm ràm xíu. Rồi em trai bên kia bình tĩnh chưa? Rồi chị ơi, giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình bây cho giờ. Ta đang vô ga bên đây đó, thoải mái mạnh mẽ lên coi. Dạ, ưu điểm của em là nhớ rất lâu á, làm việc rất tập trung. Còn khuyết điểm á là làm việc quá đâm say mơ nên quên thời gian. Em hắc dơ, sợ rắn và rất ghét người bất hiếu á. Em thì hiếu thảo lắm anh ơi. Con trai sao sợ rắn rồi? Tự nhiên sợ vậy. Một là em chạy, hai là em lấy cây đuổi đi. Ủa em gái tuổi gì em? Em tuổi con rồng. Hả? Con rồng ghê hơn rắn nữa đó. Đạt tuổi con gì? Tuổi con heo á, Quý Hợi á. Quý Hợi, hợp, rất là hợp. Bạn gái chia sẻ đi, đường tình trường bạn như thế nào rồi? Tình trường của em là trải qua 20 tinh ạ. Lúc mà đại học á thì em quen được 2 năm. Sau khi mà đi ra trường thì em có quen thêm 3 năm nữa. Em cũng có quen anh mối tình đó, cũng sinh năm cùng Quý Hợi, cũng 34 tuổi. À, bằng tuổi anh bển. Dạ, nhưng mà khi mà em xác định tiến đến hôn nhân á thì bạn kia chưa có sẵn sàng. Thì em hỏi anh bên kia coi anh muốn tiến tới hôn nhân chưa, chứ anh bên kia anh cũng chăm chú làm việc dữ lắm luôn đó. Dạ, không biết là anh có sẵn sàng tiến đến hôn nhân không anh ạ? Sẵn sàng em ơi. Đạt cả bao nhiêu mối tình rồi Đạt? Dạ, 2 mối tình anh. Mối tình gần dây nhất là bao lâu rồi? Cách đây 2 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Do là lúc đó là hai người tính cách không hợp, em bận rộn công việc quá chứ là đó, ít dành thời gian cho người yêu nên đó, hai người chia tay. Quen mấy năm mà chia tay? Quen 2 năm. Sao cái lý do giống như bên đây chia tay bạn trai quá vậy trời? Mà bây giờ anh muốn lấy vợ thì anh phải tập trung, có dành thời gian cho cái người bạn gái của mình để tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân được chứ Đạt. Dạ, công việc em thì cũng ổn rồi chị, sẵn sàng dành cho người thời gian cho người yêu. Nha. Rồi cái mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là hiền lành, có nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là yêu chồng thương con với biết chăm lo gia đình. Chiều cao thì khoảng 1m55 đến 1m6. Em mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em cao là trên 1m65, mập cũng được, hói cũng được, nhưng mà đừng có hô. Về tính tình là em thích cái người đó là vui vẻ, hòa đồng được, giao tiếp được, hiếu thảo. Em đặc biệt là quan trọng cái người hiếu thảo và không hút thuốc. Em muốn cái người đó nói chung là cũng gần tương đối giống như là ba em và anh em vậy đó. Dạ, anh Đạt, anh có biết hút thuốc hay không anh? Anh còn nhỏ giờ không hút thuốc nha. Được rồi ạ. Anh có cờ bạc không ạ? Không luôn em. Dạ. Sao em thấy anh không có dạng dĩ, không có nói chuyện được. Em cần một người bản lĩnh. Do là lên đám đông nên run xíu, nhưng anh rất bản lĩnh và tính anh á là chững chạc nhưng ít nói. Nhưng khi biết công việc anh rất bản lĩnh. Quản lý kỹ thuật là cũng bản lĩnh lắm á. Giờ em hát bài cho cổ nghe cho nó xôm xôm chút coi. Cho cổ nói nãy giờ cổ nói em nói ít quá. Em hát dở lắm anh. Kệ nó. Hát vui là chính thôi. Tạo không khí cho cổ yên tâm vậy mà. Bài gì cũng được. Em hát à? Rồi. Sợ lắm khi yêu ai tìm dài khờ. Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đã luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặt tựa giang, anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Bây giờ quá phải không? Ngồi yoga không à? Ngồi yoga không hả? Vậy nè, hiền không á. Sao anh quản lý mà anh rung dữ vậy anh? Rồi có hai người rồi anh có nói nhiều không? Cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút, cổ ít nói lắm. Cô hiền dữ lắm. Đẹp lắm à. Em nói nhiều lắm chị. Nói nhiều lắm à. Là đám đông thì rung thôi chứ hai người thì không rung phải không? Rồi vậy anh có chủ động không? Có, em chủ có động. Hả?
Thì nãy giờ chưa thấy chủ động. Vậy lát kéo màn lên phải chủ động nha. Chị Tương kiểm tra cho em ảnh có mũi cao không chị? Cao vừa vừa, vừa đủ xài. Nụ cười của ảnh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh run muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? Kiểm tra cho em là ảnh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng, nhưng mà sạch sẽ. Cảm ơn chị Tường. Trời đất ơi, hình thức là coi như là người đi làm chứ không phải là dạng bóng bẩy. Dạ. Dễ thương quá. Ủa em sợ đàn ông ở dơ lắm hả? Em không có sợ đàn ông ở dơ, mà em sợ là cái người đó không có biết chăm lo cho bản thân của họ gì thì sẽ không có chăm lo được con cái và vợ. Em không thích đàn ông gì nữa? Vui hơn tí và phải chủ động hơn. Thôi để chút gặp nhau để cảm nhận nhiều hơn ha. Dạ. Chứ nãy anh cũng đang hồi hộp, nhiều khi gặp em hồi hộp hơn. Hôm nay nhà gái mình đi với ai? Em đi với ai nè? Dạ em có ba em, anh em của em, hai người trong công ty nữa. Chung là cả gia đình luôn. Nói chung cả nhà với cơ quan luôn á. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Chị Cát Tường. Nãy giờ nói chung là cũng thấy anh Đạt bên này thì cũng chững chạc. Hai con thì thấy cũng hợp đấy. Ba cũng mong muốn đến chương trình này, hai con phải cho một cơ hội để tìm hiểu, đi đến hôn nhân là cái điều chính nhất. Dạ, tại nãy giờ thấy là bạn gái là toàn muốn tìm tiêu chuẩn là phải giống như là ba hả? Dạ, bên đây Đạt là nó cũng có tương đối là không giống hút thuốc nè. Dạ. Cờ bạc thì không thì được rồi, hai điểm điểm đó là đủ lo cho gia đình tốt rồi. Dạ. Đấy. Dạ, con chào bác ạ. Dạ, chào con. Dạ, bác nếu như con có lấy con gái của bác thì con sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của bác ha. Mình phải làm một cái bờ vai mạnh mẽ như vậy mới gọi là xứng đáng tấm chồng để mà người phụ nữ tin cậy. Rồi cảm ơn bác ạ. Rồi hôm nay Đạt đi với ai? Vợ chồng em gái em trai với mấy bạn hả chị? Em ruột á hả? Em ruột. Dạ em chào Vương Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em thấy chị bên này cũng dễ thương, hiền lành, thì em thấy hai anh chị hợp nhau. Nếu có cơ hội thì anh chị cho cơ hội đến với nhau. Dạ cảm ơn. Thôi bây giờ kéo màn lên cảm nhận thôi. Quan trọng là hai bạn đó. Bắt đầu. Đó, chủ động đi ra. Dạ em xin chào anh. Dạ anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Gia đình anh có mấy người vậy ạ? Gia đình anh là có 4 anh em. 4 anh. Anh là con thứ mấy? Anh có một anh đầu, anh thứ hai, anh thứ ba á, và anh thứ ba. Còn hai đứa em nữa. Dạ cũng giống như em. Cho em hỏi gia đình, công việc và bản thân của anh á. Anh sẽ phân bố thời gian của mình thế nào? Anh là ưu tiên cho gia đình trước. Dạ. Xong tới công việc, xong tới bản thân. Bình thường thì anh làm á, sau giờ làm thì anh làm những gì? Sau giờ làm anh còn làm thêm một số việc nữa. Anh là bên cơ khí cho tàu máy. Dạ. Anh làm xong là anh về anh làm cho cái xưởng của bạn anh nữa. Anh làm giờ hành chính từ 7 giờ đến 4 giờ chiều. Khi mà nếu không có hẹn thì anh làm tới khoảng 8-9 giờ với anh mới về nhà. Đó, cái đó là bình thường, còn nếu mà có tình yêu rồi thì anh sẽ dành thời gian thế nào anh? Lúc đó các từ việc bận thì anh sẽ thu xếp trước hoặc là gặp sau, quan tâm tới người yêu sau. Còn nếu từng đó là nếu như là không có việc bận thì anh sẽ bình thường thì là quan tâm tới người yêu. Anh có phải là người khô khan không anh? Em không cần phải lãng mạn lắm, em ở cần thực tế, nhưng mà mình phải biết tạo dựng cái niềm vui khen quá. Anh là người ít nói thôi chứ anh cũng lãng mạn lắm, anh không khô khan. Anh lãng mạn thì anh làm những gì cho em, giả sử như vậy ạ? Sinh nhật thì anh có thể là anh làm việc bất ngờ, là chúc mừng sinh nhật bất ngờ em hay là tặng món quà hà hoa này đó. Phụ nữ thì thật rất thích tặng hoa, nhưng mà nãy giờ em toàn là chủ động em nói với anh không à, anh có gì anh hỏi về em không? Cảm nhận cô gái là như thế nào, nói luôn đi. Cảm nhận em là một người nói chuyện rất hay. Dạ không biết sao hôm nay em lên nói chuyện cũng bản tự nhiên đây. Thôi cô ấy bản lĩnh đấy, rất rõ ràng đấy. Em thích người bản lĩnh hơn em. Anh có cái gì muốn hỏi em nữa không? Chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì. Đàn ông phải bản lĩnh lên, chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh, ta nghĩ bản lề là mệt lắm. Em là một người rất là nói chuyện rất là hay. Ừ. Cá tính là rất là mạnh mẽ, với lại là một người là có kiến thức xã hội rộng á, hiểu biết nhiều, hiểu rộng. Em có thích cô gái ngồi đối diện mình không? Thích anh, thích. Trái tim có rung động không? Dạ có. Anh thì không thích, không có lại một cái cách là tôn thờ một tình yêu dạng dạng chắc đánh. Anh hy vọng em thấy anh thấy em rất hợp, anh hy vọng là anh có thời gian để tìm hiểu em nhiều hơn. Vậy thôi đó. Dạ. Hồi nãy anh nói anh thích chủ động, bây giờ anh đứng lên.
Nãy giờ người ta hỏi không à. Anh đứng lên anh tiến tới. Lãng mạn. Thế anh xin nắm tay anh nói một câu một gì đó, nó cái cảm xúc của anh hiện tại hay là anh đang cảm thấy người ấy như thế nào, rồi mình về chỗ mình quyết định có bấm nút hay không. Chứ anh tôi nghĩ vậy chắc anh không được bấm quá. Giá như bây giờ trời đổ mưa, hai đứa mình không có áo mưa, nắm tay chứ đâu phải mình đi lang thang ngoài mưa, tặng hoa ngoài mưa gì đó. Lãng mạn tay câu anh quá. Anh rung quá đen, anh bấm độn nãy giờ anh chưa đụng thổ được. Bình tĩnh ấy anh, tại vì em lên đây em trước là em rất là run, nhưng mà lên đây rồi không có gì mà phải run á, anh phải bản lĩnh mới giữ được em. Nói đi nói. Sợ chắc nắm tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay, nắm tay mà hồi hộp của anh mong muốn ngày đó sẽ tới gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hợp như ngày hôm nay. Anh mong muốn ngày này ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Được rồi anh. Rồi. Được rồi anh, lên anh run quá. Rồi kịp quá. Rồi hết thời này gian. Chắc cũng nhát gái lắm đây. Rồi để tao nút bấm đi các bạn. Có thể trước đám đông người ta nhát vậy thôi, nhưng khi về cuộc sống gia đình hai người thì người ta không như vậy đâu. Bây giờ là giờ phút chúng ta lắng động, suy nghĩ lại để nghe, cảm nhận nhịp đập trái tim của mình. Nhắm mắt lại để hình dung về cái người bên kia. Có thật sự là một cái người mà mình đang mong muốn, có cho mình một cái cảm giác gì đó an toàn để có thể gửi gắm được cái tình cảm của mình hay chưa. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái quyết định bấm hay không bấm nó quan trọng lắm. Có thể nói là nó thay đổi cả cái vận mệnh của mình, tình duyên của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian.